Chào mừng anh chị đến với buổi live stream ngày số 2 Bí kíp gia tăng tài chính phần 2 của hàng ngày hôm nay. Có bao nhiêu trong số các anh chị đang mong muốn mình có một cuộc sống dư giả, thịnh vượng, giàu có về sức khỏe, giàu có về trí tuệ, giàu có về tình yêu thương, lòng biết ơn, giàu có về tài chính, thì chúng ta lựa chọn sự phát triển, cùng học và làm theo người thành công để đạt được những kết quả mình mong muốn. Lời đầu tiên, Hằng xin chúc cả nhà luôn luôn tràn đầy năng lượng. Bản thân Hằng đang học tập từ những người thầy đã ứng dụng rất là thành công, từ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm về phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh. Thầy đã giúp cho hàng chục nghìn anh chị em thay đổi cuộc sống về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Thì Hằng chia sẻ lại, chứ Hằng không nói là đúng hay sai. Chị chào em Thanh Tâm nhé, xin chào cả nhà. Và các anh chị biết rằng là năng lượng là tất cả mọi thứ. Năng lượng là ngân lượng. Và người có năng lượng cao sẽ là người chiến thắng. Và trong cuộc sống thì chúng ta cần chiến thắng ba cái trò chơi chính. Đó là trò chơi về sức khỏe, mối quan hệ, trò chơi về tài chính. Có rất nhiều người không đạt được cái mục tiêu, không đạt được cái điều họ mong muốn, không vui vẻ với cuộc sống. Thậm chí là nhiều người còn lo lắng về tương lai. Điều đó nó đến từ cái việc họ không đạt được cái mục tiêu của mình, là họ còn không biết họ muốn gì ấy chị. Họ không biết lập ra cái mục tiêu cho mình, không có ước mơ và không dám ước mơ, và luôn hướng cái tâm của mình về những cái điều mình không muốn. Quy luật của vũ trụ có một cái quy luật gọi là quy luật tập trung. Chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng, mình tập trung vào cái gì thì cái đó phát triển. Đó là cái quy luật bất biến của vũ trụ. Nên là chúng ta thường bị chi phối cái năng lượng của mình vào những cái việc mà mình không muốn, những cái việc mà nó không hỗ trợ cho cái sự thành công của mình. Nếu chúng ta không có mục tiêu thì cũng giống như là mình lấy xe ra nhưng mình không biết mình muốn đi đâu. Mình không có một cái đích đến, không có một cái mục tiêu nào cả. Và có một cái sự khác biệt giữa hy vọng và cái người họ lựa chọn là phải chiến thắng. Hy vọng thì là một cái suy nghĩ rất là tích cực, có cảm xúc tích cực. Tất cả hy vọng đều tốt. Nhưng mà hy vọng tôi được tăng lương, hay là hy vọng tôi được khỏe mạnh, tôi được may mắn, nhưng hy vọng thì nó không mang lại kết quả, không có được cái sự thành công trong tương lai. Nên là những cái thành công ấy, nó đến từ cái việc chúng ta cần lên kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng, có một cái kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho tương lai của mình. Và một trong những cái mục tiêu đó, đó là mục tiêu về tài chính. Chúng ta có dư giả và thịnh vượng, có làm chủ về tài chính của mình hay không? Có làm chủ cuộc đời của mình hay không? Cảm ơn em Tâm. Cảm ơn cả nhà. Cái người chưa thành công thì họ ví dụ như có một cái tư duy là tiền không quan trọng, hạnh phúc hay cái gì đó quan trọng hơn. Nhưng người thành công thì họ cho rằng sức khỏe, mối quan hệ hay tài chính, nó là ba cái khía cạnh quan trọng như nhau. Nó giống như cái kiềng ba chân. Nếu như một chân lung lay thì hai chân còn lại sẽ không khỏe được. Và người thành công thì họ không làm những cái việc người thất bại làm. Người thất bại thì không làm những cái việc người thành công làm. Có một cái câu nói rất hay là bạn không chuẩn bị cho thành công là bạn đang chuẩn bị cho sự thất bại. Tất cả mọi thứ đều cần phải có mục tiêu, có chiến lược, đều phải có kế hoạch. Những người thành công họ nói rằng chúng ta đều có thể nằm trong top 5 những người thành công và giàu có. Muốn như vậy thì chúng ta phải có suy nghĩ, có hành động như những cái người trong top 5% đó. Còn những cái người mà người ta chưa làm được ấy, họ thấy mình làm một cái gì đó mới mẻ, hay là mình ví dụ như mình học tập phát triển, học theo người thành công, thì họ nói rằng là bạn không làm được đâu. Bởi vì họ có rất nhiều cái niềm tin giới hạn. Và họ đang nói chính họ chứ không phải họ nói mình anh chị ạ. Bởi vì họ có làm được đâu mà họ tin người khác làm được. Còn những người thầy thành công ấy, thì họ nói rằng chúng ta đều có
khả năng như nhau. Nhưng chúng ta có biết cái cách khai phá cái sức mạnh 90% tiềm thức ở bên trong mình hay không mà thôi. Nên là nếu anh chị biết về sức mạnh tiềm thức ấy, thì nó chiếm đến 90% sự thành công của chúng ta. Ông Joseph Murphy phát minh ra cái sức mạnh tiềm thức ấy, thì ông có nói rằng 90% đời sống tinh thần của bạn là tiềm thức. Nếu bạn bỏ qua cái trí tuệ đó thì bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời ấy chị. Nên là thực tế thì có rất nhiều người làm việc chăm chỉ, làm ngày làm đêm, tham công tiếc việc, hy sinh rất là nhiều, hy sinh gia đình, hy sinh sức khỏe, nhưng mà họ vẫn chưa thực sự giàu có, chưa thực sự hạnh phúc. Và họ chăm chỉ làm việc có thể 8 tiếng, 10 tiếng, có khi 16 tiếng mỗi ngày để làm việc xây dựng ước mơ cho người khác, nhưng lại không chăm chỉ làm việc để xây dựng ước mơ cho mình, không dám ước mơ, không dám theo đuổi ước mơ. Đó là lý do mà nhiều người họ không giàu được, họ không có hạnh phúc, họ không đạt được mục tiêu. Và họ cho rằng giấc mơ là một cái thứ gì đó rất xa xỉ. À, trước đây bản thân Hằng cũng vậy anh chị ạ. Nhưng mà rất may mắn là trong cái lúc mà mình khao khát thay đổi một cái điều gì đó thì mình sẽ có những cái cơ hội, và mình có nắm bắt nó hay không thôi. Nên là rất nhiều người không dám ước mơ, không có mục tiêu. Anh chị biết là tất cả những cái phát minh vĩ đại trên thế giới đều xuất phát từ ước mơ của một ai đó. Người ta còn dùng từ xuất phát từ những ước mơ điên rồ của một ai đó anh chị ạ. Bởi vì có rất nhiều người cho rằng họ như vậy, nhưng mà họ đã phát minh ra những cái công trình khoa học rất là vĩ đại. Ví dụ như là anh em nhà ông Rai, anh em nhà ông ấy ước mơ rằng con người có thể bay được lên bầu trời, và anh em nhà ông đã phát minh ra máy bay, một cái khối sắt nặng, một khối sắt khổng lồ có thể bay được lên bầu trời, có phải là một điều quá vi diệu không anh chị? Hay là ông Henry Ford, ông học không có cao, nhưng mà ông đã phát minh ra động cơ ô tô. Hay là ông Thomas Edison, năm ông khoảng 7 tuổi, ông còn bị thầy giáo nói rằng ông là người, là một đứa trẻ bị rối trí. Nhưng ông đã phát minh ra, trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại của nhân loại. Ông phát minh ra bóng điện, phát minh ra máy ghi âm, máy quay phim và rất nhiều phát minh khác. Và con người chúng ta khác với tất cả những cái loài giống khác, đó là con người có một cái quyền năng lớn nhất, đó là quyền được lựa chọn, quyền được ước mơ, quyền được thay đổi mục tiêu. Có những cái hoài bão của mình. Và có một cái sự thật là làm giàu thì không dễ, nhưng sống trong nghèo khó thì cũng không dễ dàng. Vậy thì chúng ta lựa chọn cái nào? Điều gì cũng không dễ, kiểu gì cũng phải làm. Chúng ta phải chịu một trong hai nỗi đau. Một là nỗi đau của cuộc sống. Chúng ta lựa chọn an toàn thì mình không có dư giả về tài chính chẳng hạn. Hoặc là thứ hai là nỗi đau của sự kỷ luật, để chúng ta có một cuộc sống thịnh vượng, có một cái phong cách sống của những người thành công. Vậy thì anh chị mong muốn cuộc sống của mình thay đổi, muốn thành công thì đầu tiên là cần phải thiết lập cho mình một cái mục tiêu, làm chủ cái tương lai của mình, làm chủ về hạnh phúc, làm chủ về sức khỏe, về tình yêu thương. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái hành động của chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn sự phát triển. Và trong cuộc sống thì chỉ có hai trạng thái, một là phát triển, hai là lụi tàn, chứ không có cái gì đứng yên cả. Và có một cái cách nhanh nhất, dễ dàng nhất, đó là học theo người thành công. Thay vì chúng ta phải tự mò,
thì chúng ta sẽ phải trả rất là nhiều cái giá đắt thời gian, công sức. Và chúng ta có ba cái mục tiêu quan trọng mà chúng ta cần đạt được. Thứ nhất đó là mục tiêu về tài chính, thứ hai là sức khỏe, thứ ba là mối quan hệ. Mục tiêu về tài chính thì tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền. Nếu chúng ta có nhiều tiền thì cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn, dư giả hơn. Chúng ta có thể làm được nhiều cái thứ mà phục vụ cho cái ước mơ của mình. Mục tiêu về sức khỏe thì chúng ta mong muốn mình và người thân sẽ có cái sức khỏe tốt để chúng ta thực hiện những cái mục tiêu ước mơ. Thứ ba đó là mối quan hệ, vì đó là sự hòa hợp chính mình với những người thân, với những người xung quanh. Khi chúng ta có mục tiêu rồi thì tiếp theo mình cần phải có cách nghĩ và hành động của người thành công. Cài đặt lại cái nhiệt kế tài chính trong tâm thức. Trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của tác giả ông T.H. Dicker, ông có chia sẻ, ông có một người bạn của cha ông ấy là một người rất là giàu có. Thì ông ấy nói với ông T.H. Dicker là nếu công việc không thành công như cậu mong muốn, nghĩa là có điều gì đó mà cậu không biết. Và tất cả những cái gì cậu cần làm là sao chép cách nghĩ của người giàu. Và ông ấy nhận ra rằng có một cái sự thật là người giàu có suy nghĩ khác với người nghèo, thậm chí là khác với người trung lưu. Cho nên là cái điều đầu tiên ông ấy cam kết với mình rằng tôi sẽ thành công, tôi tham gia cuộc chơi để giành chiến thắng. Và để chúng ta thành công được thì cái tư duy nó chiếm đến 70%, còn lại là 30% là công cụ và kỹ năng. Và ông có chia sẻ, nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn không được cài đặt để hướng đến sự thành công, thì tất cả những gì bạn học được, những gì bạn biết và cả những gì bạn làm đều không giúp được gì nhiều cho bạn. Kế hoạch tài chính và thành công trong tâm thức là gì? Tương tự như đối với một ngôi nhà, bản thiết kế của ngôi nhà chính là kế hoạch thành công của ngôi nhà đó. Theo đó, kế hoạch tài chính trong tâm thức đơn giản là chương trình được cài đặt trước về cách sống liên quan đến tiền bạc của bạn. Nên là cái kế hoạch tài chính trong tâm thức. Vì chúng ta có suy nghĩ cũ, hành động cũ, thói quen cũ, mối quan hệ cũ thì chắc chắn là chỉ có kết quả cũ. Nên là chúng ta muốn cái tài chính của mình gia tăng thì cái kế hoạch tài chính trong tâm thức ấy, nó cũng giống như là chúng ta chính là chiếc cốc chứa đựng tất cả những cái thông tin về tài chính cũng như những cái thông tin về sức khỏe hay là mối quan hệ. Đó là những cái thông tin nó ở trong cốc, nó là nước. Nếu những cái thông tin đó, cái nước trong cốc đó mà vẩn đục, những cái thông tin đó nó không hỗ trợ cho sự thành công thì nó dẫn đến cái kết quả hiện tại của chúng ta có thành công hay không, chúng ta có khỏe mạnh, hạnh phúc hay không, tài chính của chúng ta có dư giả hay không. Đó là chính cái nước ở trong cốc, cái thông tin ở bên trong tâm thức của chúng ta. Nếu như hàng ngày chúng ta tiếp xúc với những người, phần lớn là những người mà chưa thực sự khỏe mạnh, chưa có những cái tư duy đúng về sức khỏe, chưa thực sự hạnh phúc, chưa thực sự thành công, thì chúng ta học được gì ở họ? Vậy nếu hiện tại anh chị mà chưa có dư giả, chưa thịnh vượng, sức khỏe chưa tốt, chưa thực sự hạnh phúc, thì những cái tư duy đó, những cái tư duy chúng ta có, những cái kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình, nó chưa phải là cái tư duy của người thành công.
Nên là chúng ta muốn cái cây sức khỏe, cái cây hạnh phúc, cái cây tài chính của mình phát triển thì mình cần phải cài đặt lại những cái tư duy mới, niềm tin mới của người thành công. Cài đặt lại cái nhiệt kế tài chính trong tâm thức. Cũng giống như là cái điều hòa ấy. Chúng ta bình thường hay để 26, 27 độ C. Nhưng nếu chúng ta muốn nhiệt độ phòng chúng ta ấm hơn thì mình phải quay vào bên trong cái máy điều hòa đó, cài đặt lại nhiệt độ từ bên trong. Thì mình muốn cái kết quả của mình bên ngoài nó hiển lộ ra bên ngoài thì mình phải cài đặt lại cái tư duy trong tâm thức. Ông THDK, ông có chia sẻ quy tắc thịnh vượng số 4: suy nghĩ sinh ra cảm xúc đưa đến hành động, hành động tạo ra kết quả. Ông gọi đây là quy trình của quá trình hiển hiện. Tức là những cái kết quả của chúng ta nó hiển hiện, hiển lộ ra bên ngoài ấy. Và nó có cái công thức là suy nghĩ sinh ra cảm xúc đưa đến hành động và hành động thì tạo ra kết quả. Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn là sự kết hợp giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn trong lĩnh vực tiền bạc. Vậy kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn hình thành như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn bao gồm chủ yếu những thông tin và lập trình bạn được, bạn nhận được trong quá khứ, đặc biệt là ở thời thơ ấu. Anh chị. Cái giai đoạn từ 0 đến dưới 7 tuổi là cái giai đoạn những cái thông tin đó nó chiếm tới 70% sự thành công của chúng ta sau này đấy anh chị. Đây là cái là giai đoạn đó gọi là giai đoạn vàng. Nhưng mà chưa nhiều người biết, chúng ta toàn giao tiếp không đúng với tiềm thức của trẻ. Cho nên là bố mẹ có tư duy chưa giàu có thì chúng ta cũng cho con cái tư duy chưa giàu có được. Suy nghĩ của bạn bắt nguồn từ hồ sơ thông tin. Bạn có trong những ngăn lưu trữ của trí não bạn. Vậy những thông tin này đến từ đâu? Thông tin này xuất phát từ những lập trình của bạn đã được định hình trong quá khứ. Đúng thế, những khuôn mẫu quá khứ quyết định từng suy nghĩ lóe lên trong trí óc bạn. Suy nghĩ thì nó xuất phát từ cái hồ sơ thông tin. Mà hồ sơ thông tin từ khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nhìn thấy gì, chúng ta được nghe những gì, chúng ta được trải nghiệm những gì. Và cái thế giới quan trong quá khứ của chúng ta nó hình thành nên cái hệ thống niềm tin của mình. Về tài chính, sức khỏe hay là mối quan hệ cũng vậy. Vì một đứa trẻ sinh ra như một trang giấy trắng, nó chưa có nhiều thông tin. Trẻ sinh ra thì trẻ không biết đây là quyển sách. Trẻ cũng không biết kia là cái điện thoại. Trẻ cũng không biết cái này là màu gì, cái kia là màu gì, đúng không ạ? Trẻ cũng không biết đây là màu gì chẳng hạn. Và chúng ta được người lớn, được bố mẹ dạy lặp đi lặp lại rằng đây là màu đen. Lặp đi lặp lại thì chúng ta tin là màu đen, trở thành cái hệ thống niềm tin. Đây là quyển sách thì nó trở thành hệ thống niềm tin của mình. Về màu sắc, về quyển sách thì như vậy. Nhưng niềm tin về tài chính thì sao? Thì ngày xưa chúng ta lại hay được nghe những cái câu chuyện cổ tích. Mà câu chuyện cổ tích thì là do những người nông dân chưa giàu viết. Thì theo anh chị, cái người chưa giàu có dạy chúng ta cách làm giàu được không? Mà trong câu chuyện cổ tích thì những cái nhân vật nhà giàu ấy là những cái nhân vật không tốt. Như là lão nhà giàu Hà Tiện, Lũ Cường Hào Ác Bá. Thì dạy cho chúng ta cái tư duy gì? Chúng ta có niềm tin gì? Cho nên chúng ta muốn có kết quả mới thì mình cần phải có tư duy mới, gieo những cái suy nghĩ mới, cảm xúc mới. Chứ hành động cũ, suy nghĩ cũ thì chỉ có kết quả cũ. Và chúng ta sinh ra trong cái thời điểm hiện nay thì nó quá nhiều cái thông tin rất là tuyệt vời, đều có sẵn. Chúng ta thiếu cái gì thì học cái đó. Vì những người đi trước họ đã ứng dụng thành công rồi, họ đã đúc kết thành những cái quyển sách rồi. Rồi có những cái nhóm học tập, những cái câu lạc bộ để chúng ta rèn luyện rồi.
những cái video của những người thành công rồi. Nên là chúng ta có lựa chọn mình rèn luyện để phát triển hay không. Và có một điều là chúng ta không cần nỗi sợ. Một đứa trẻ sinh ra không ai đã biết đi biết bỏ ngay, không ai đã là thiên tài. Chúng ta muốn khỏe mạnh thì học từ những chuyên gia về chăm sóc sức khỏe. Chúng ta muốn hạnh phúc thì học từ những chuyên gia về tâm lý, hôn nhân gia đình. Chúng ta muốn thịnh vượng về tài chính thì học từ những người thành công, từ những doanh nhân thành đạt. Tìm hiểu xem họ có suy nghĩ gì, có niềm tin gì. Họ có xu hướng, có tầm nhìn gì. Phi thương bất phú, họ kinh doanh sản phẩm gì, học và làm theo họ. Và học theo người thành công để thành công luôn là một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Thay vì chúng ta phải tự đi tìm hiểu. Và luật hấp dẫn thì nói rằng bạn chính là những gì bạn nghĩ. Và không có một cái suy nghĩ nào trong đầu của chúng ta là miễn phí cả anh chị ạ. Có câu làm chủ suy nghĩ là làm chủ cuộc đời. Những cái suy nghĩ, những cái niềm tin cũ về tiền trong quá khứ, nó đã tạo ra cái kết quả của chúng ta ngày hôm nay. Nếu anh chị hiện tại mà vẫn chưa thịnh vượng về tài chính, chưa tự do về tài chính, vậy thì trong tương lai anh chị mong muốn cuộc sống của mình thịnh vượng, khỏe mạnh, hạnh phúc hơn, thì chúng ta cần phải cài đặt lại những cái tư duy mới, niềm tin mới. Niềm tin mới anh chị. Cái niềm tin là thứ khiến chúng ta bắt đầu. Và chúng ta bắt đầu thì chúng ta mới có kết quả. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Đúng rồi, em Tâm. Làm chủ suy nghĩ là làm chủ cuộc đời. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Cài đặt lại những cái tư duy của người thành công. Có câu, nếu bạn chơi với 5 người khỏe mạnh thì bạn sẽ là người khỏe mạnh thứ 6. Nếu bạn chơi với 5 người hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc thứ 6. Nếu bạn chơi với 5 người thành công, bạn sẽ là người thành công thứ 6. Và trong câu lạc bộ của Hằng đang tham gia thì hàng ngày được học tập từ những cái kinh nghiệm của những người thầy trí tuệ tâm sáng đã ứng dụng rất là thành công, chia sẻ về những cái kinh nghiệm về phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh, rồi phân tích 72 niềm tin tư duy về tiền và rất nhiều những cái tư duy, những cái bí kíp khác giúp cho chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công về tài chính. Thì như Hằng ấy, thì trước đây chưa bao giờ kinh doanh, mặc dù là mình cũng rất là muốn làm một cái gì đó để gia tăng thu nhập, nhưng mà nghĩ đến bán hàng hay là mời chào khách hàng là mình rất là sợ và có rất nhiều những cái niềm tin giới hạn. Và vào khoảng năm 2022, giữa năm 2021, thì khi có một cái sự kiện, một cái sự việc đến mà Hằng khao khát thay đổi, đó là Hằng không kết nối tốt với con, thì Hằng đi tìm thì sẽ thấy, đi tìm cái cách làm sao để dẫn dắt con tốt. Bởi vì mình cũng dạy con theo cái bản năng thôi. Mình được bố mẹ mình dạy như thế nào, mắng chửi, rồi dùng roi, thì mình cũng dạy con mình như vậy. Và mình không có hạnh phúc, mình nhớ lại những cái ngày đó mình không có hạnh phúc. Vậy thì mình đang chưa có cái tư duy đúng để dạy con, cho nên là con mình cũng không có gần gũi với mình. Càng lớn thì con càng không gần gũi. Và khi biết đến cái hành trình phát triển bản thân thì Hằng rất là chăm chỉ rèn luyện, bởi vì Hằng nhận ra rằng đây đúng là cái con đường mà mình phải đi để mình thay đổi bản thân mình trước, mình thay đổi có cái tư duy đúng để dẫn dắt con tốt. Bởi vì bố mẹ không làm được thì mình không thể dẫn dắt con được. Và Hằng rất là chăm chỉ rèn luyện thì cái kết quả rất là tuyệt vời. Và Hằng cũng rất là hay chia sẻ. Và con gái của Hằng từ một đứa trẻ 17 tuổi, con bướng, không nghe lời ấy. Thì con đi học cấp 3 xa nhà, con còn không muốn về nhà luôn anh chị. Gần như hai mẹ con không nói chuyện được với nhau, mà con thì con gái. Và qua một thời gian hơn 3 tháng, thì Hằng rèn luyện, Hằng nhận ra rằng con là tấm gương phản chiếu chính mình. Tất cả là do mình không có tư duy đúng, không có thấu hiểu con. Có câu lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Và Hằng tập trung vào chính mình, thay đổi mình trước. Thì hôm đó là sinh nhật của Hằng, con có nhắn tin chúc mừng và con nói rằng
con rất là hạnh phúc và biết ơn vì con được làm con của mẹ. Từ một đứa trẻ không muốn nói chuyện với mẹ anh chị ạ, nó là một cái điều nó quá vi diệu đối với Hằng. Và từ đó hai mẹ con như những người bạn ấy. Và con tâm sự, chia sẻ kể cả những cái chuyện riêng tư của con. Và khi đó thì Hằng lại khát khao làm sao để có tài chính, để được học tập, để được học những cái kiến thức nó chuyên sâu hơn. Và Hằng rất là khát khao được phát triển. Thì Hằng biết đến câu lạc bộ. Và Hằng cũng đã rèn luyện trong câu lạc bộ được 2 năm qua. Hằng được học những cái quy trình về bán hàng, học về kinh doanh, học quy trình marketing, rồi kỹ năng đàm phán, rồi chiến lược bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức. Được học những cái xu hướng tầm nhìn. Và Hằng cũng đã lựa chọn được cho mình một cái công việc kinh doanh mà mình rất là yêu thích. Một cái công việc mà Hằng nhận thấy rằng càng làm càng hạnh phúc, càng làm càng đam mê. Không phải như ngày trước mà Hằng đi làm viên chức 21 năm, đi làm thì cũng chỉ mong nhanh nhanh hết giờ để về. Đó không phải là đam mê. Mà mình đã không đam mê thì mình có tập trung tâm huyết vào đó được không anh chị? Và trên cái hành trình Hằng rèn luyện, phát triển bản thân thì mình có những cái điều gì tuyệt vời là Hằng chia sẻ với con để truyền cảm hứng cho con. Thì có một cái điều mà một cái thành công lớn nhất của Hằng, đó là con tự xin được đồng hành học tập phát triển bản thân cùng với Hằng. Và Hằng đã rèn luyện, Hằng làm chủ được cái suy nghĩ của mình, Hằng thấu hiểu mọi người hơn, thấu hiểu vì sao bố mẹ mình rất là yêu thương mình, nhưng mà ngày xưa không có nhiều cái thông tin để bố mẹ được học tập, được phát triển, để bố mẹ yêu thương mình đúng cách. Và mình đã tìm đúng con đường, mình sống nhẹ nhàng hơn, và tài chính của Hằng cũng gia tăng. Hằng đã ứng dụng, có những cái kết quả Hằng thấy rất là tuyệt vời đối với chính bản thân mình, chứ Hằng không so sánh mình với ai. Thì Hằng mong muốn được chia sẻ lại và mong muốn được giúp đỡ cho nhiều người cùng biết đến cái kiến thức này, có thể giúp cho ai đó có những cái thay đổi, giúp cho các con được hạnh phúc, yêu thương các con đúng cách, hay là hòa hợp mối quan hệ. Và trong câu lạc bộ thì có công thức để giúp cho chúng ta gia tăng về tài chính. Cái kết quả của Hằng thì nó không phải là điển hình, và có rất nhiều anh chị em có những kết quả cực kỳ tuyệt vời hơn. Có nhiều người vào đây đã chuyển hóa được các con từ những cái đứa trẻ gần như là cả gia đình coi như là bỏ đi, và con đã trở thành một người có rất nhiều giá trị, để trở thành những con người tốt. Hay là có rất nhiều gia đình đã nộp đơn rồi, chuẩn bị không ở với nhau nữa, và họ đã rất hạnh phúc. Và rất nhiều người biến thu nhập một năm thành một tháng. Thì Hằng mong muốn được chia sẻ, chứ Hằng không nói đúng hay sai anh chị. Và nên là cái việc đầu tiên ấy, chúng ta cần phải có mục tiêu và dám ước mơ. Và khi có mục tiêu rồi thì chúng ta phải cần phải có một cái khát khao đủ lớn nữa. Khi anh chị thực sự khát khao cái mục tiêu nào đó, giống như là chúng ta bị ngụp đầu xuống nước mà chúng ta bị thiếu oxy, chúng ta không thể thở được, chúng ta vùng vẫy khao khát để ngoi lên, để được thở, để được sống anh chị. Khi chúng ta khao khát đủ lớn thì chúng ta sẽ có cách. Ví dụ như anh chị đặt mục tiêu tháng này mình tăng lên gấp rưỡi, hay là tăng lên gấp đôi, hay là tăng gấp nhiều hơn, thì với cái suy nghĩ cũ, hành động cũ, mối quan hệ cũ, thì chúng ta có tăng lên được không? Nên là chúng ta cần phải có tư duy mới, hành động mới, mối quan hệ mới. Mình tăng cái giá trị của mình lên, gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên. Mình giúp được nhiều người,
thì chúng ta mới có kết quả mới được. Và rất nhiều người, và trước đây Hằng cũng vậy anh chị ạ, mình có những rất nhiều những cái niềm tin giới hạn rằng tôi không đủ tốt, tôi không đủ giỏi, chắc người khác làm được chứ tôi cũng không làm được. Nhưng anh chị hình dung như ngày xưa chúng ta tập đi thì có bố mẹ, có ông bà hướng dẫn cho chúng ta cái cách giữ thăng bằng để chúng ta cũng đi ngã lên ngã xuống, rồi chúng ta cũng biết đi, cũng biết chạy. Hay là chúng ta đi học ở trường, ở lớp ấy, thì những ngày đầu chúng ta cũng không biết chữ, cũng không biết tính toán, nhưng mà được thầy cô cầm tay chỉ bảo thì chúng ta cũng trở thành những học trò biết đọc, biết viết, rồi trở thành học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Vậy thì tất cả mọi thứ đều có thể học được, đúng không anh chị? Có câu phi thương bất phú, muốn gia tăng tài chính thì chúng ta học kinh doanh. Vậy thì để kinh doanh thành công, chúng ta cũng có thể học được. Làm giàu cũng có thể học được. Nếu như có người thầy, họ đã ứng dụng rất là thành công, họ cầm tay chỉ việc cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta cũng học, cũng làm được, đúng không chị? Chỉ cần chúng ta có dám lựa chọn, có dám đưa tay ra cho họ cầm, họ dắt chúng ta đi hay không. Ông Thế Hát Đi Cơ, ông có chia sẻ một cái câu chuyện như thế này. Có một người đàn ông đi trên vách đá và bất ngờ bị mất thăng bằng, bị rơi xuống. Thì anh ấy bám được vào cái mép đá, bị treo lơ lửng, và anh ta kêu gào. Thì có một tiếng nói vọng xuống là: ta là Thượng Đế đây, ta có thể giúp anh, chỉ cần anh thả tay ra và tin tưởng. Nhưng anh ta không dám thả tay, không dám buông tay. Và có bao nhiêu anh chị đã từng thét gào cái cuộc sống của mình rất là nhiều, nhưng khi có cơ hội đến thì mình lại không dám nắm bắt, không dám buông tay, không dám buông những cái điều mà làm cho chúng ta có cuộc sống chưa được dư dả như hiện tại, và chúng ta không dám nắm bắt, không dám hành động để rồi nó tuột mất, rồi thấy tiếc chưa? Và ông ấy có nói rằng: nếu bạn muốn tiến lên một nấc thang cao hơn trong cuộc sống, bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số cách nghĩ và cách sống cũ để chấp nhận cái mới. Kết quả tự nó sẽ là câu trả lời. Và con người thì có một cái quyền năng lớn nhất, đó là quyền được lựa chọn và ra quyết định. Đôi khi chúng ta bỏ cái tốt để chọn cái tốt hơn. Nên là nếu hiện tại anh chị cũng đang đi tìm kiếm những cái cơ hội để giúp cho mình có cuộc sống thịnh vượng hơn, thì Hằng có bộ công thức 21 ngày làm chủ sự giàu có của người thầy rất là thành công Hằng đang học tập, giúp cho chúng ta cài đặt lại những cái tư duy của người thành công, tư duy thịnh vượng. Thì anh chị có thể nhắn tin cho Hằng gửi tặng, và chúng ta cùng rèn luyện học theo người thành công, để chúng ta cài đặt lại những cái niềm tin, những cái tư duy gốc rễ, học và làm theo người thành công, để chúng ta có cuộc sống dư dả, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công hơn. Và buổi chia sẻ hôm nay thì Hằng cũng xin kết thúc ở đây. Và các anh chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người cũng biết đến cái kiến thức này, và chúng ta cùng ứng dụng để cuộc sống của chúng ta ngày càng thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc hơn. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe Hằng chia sẻ. Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công, nối tiếp thành công. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi livestream hôm sau. Xin chào và hẹn gặp lại.